Ở đây có ai từng đặt câu hỏi rằng là tại sao có những người cách cư xử của họ quá khác cách cư xử của mình không? Ngày xưa khi mình còn nhỏ, mình sống ở gia đình thì cái thế giới của mình rất là nhỏ, mình chỉ cạnh cha mẹ, anh em, ruột thịt, những người thân thương nhất. Thì cái sự đối đãi của họ đối với mình á, nó rất là chân thành và yêu thương vô điều kiện. Không có một cái sự hơn thua hay là suy tính gì ở đây hết. Cho nên cái cách đối xử của mình ngược lại với gia đình của mình á, cũng rất là thân thương, không có gì mà phải suy nghĩ quá nhiều. Cho đến khi mình bước ra đời, mình sẽ gặp rất là nhiều mối quan hệ công việc, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ xã hội, rất rất nhiều mối quan hệ mà mình phải học cách để có thể giao tiếp và đối xử với họ. Việc cư xử với mọi người á, không phải tự nhiên mình lớn lên thì mình biết cách cư xử. Mình phải học hỏi, mình phải được nhận sự dạy dỗ từ gia đình, từ trường, lớp, và đương nhiên là từ những mối quan hệ xung quanh mình nữa. Học hỏi thì đương nhiên là sẽ có những sai lầm, đâu phải ai cũng cư xử đúng ngay từ lúc ban đầu. Với mỗi mối quan hệ mình sẽ học mỗi cách cư xử khác nhau và dành thời gian cho nó khác nhau. Không sai khi mà người khác nói câu là nên học cách biết điều. Và cách cư xử của mình đó, nó chính là cái tôi của mình. Nếu mà một ai đó chỉnh sửa cái tôi của mình thì mình rất là khó chịu. Không có ai cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi người khác chỉnh sửa mình hết. Nhưng mà sau khi một thời gian mình trải nghiệm hết rồi thì mình cảm thấy rằng là họ đúng, họ góp ý cái đó là đúng, họ muốn tốt cho mình. Nhưng mà phải có thời gian mình mới nhận ra. Cho nên là bản thân Cam á, Cam cũng học hỏi được rất là nhiều thứ từ những mối quan hệ xung quanh. Và khi Cam gặp một người nào đó mà họ có cách cư xử sai á, thì Cam cũng học cách thông cảm và hiểu rằng là ai sinh ra cũng phải học cách để cư xử với tất cả mọi người. Không phải là tự nhiên mà họ biết được cái điều đó. Phải có sai lầm thì mới có tốt hơn. Và chính bản thân mình cũng nên học hỏi cái sự điềm đạm. Tự hỏi bản thân mình mỗi khi cư xử sai cái gì đó thì mình tự hỏi rằng là mình đã sai ở đâu, và hãy tìm cách để sửa nó. Cho nên Cam nghĩ rằng việc gì cũng có thể có cách giải quyết hết. Chỉ cần chúng ta từ từ thông cảm cho nhau, hiểu cho nhau là giải quyết được hết.